Chào mừng anh em trở lại với Auto Việt Nam và tôi là Trần Đăng Chính Trí đây. Mới gần đây thì Mercedes-Benz Việt Nam đã chính thức ra mắt mẫu xe GLC 200 với hai phiên bản chính là phiên bản GLC 200 và phiên bản GLC 200 4MATIC. GLC thì là một trong những mẫu xe chủ lực của Mercedes-Benz Việt Nam và hãng cũng đã tự hào tuyên bố rằng là đã có trên 9.000 chiếc xe GLC được bán ra ở tại thị trường Việt Nam tính đến thời điểm bây giờ. Đây là một trong những con số rất đáng mong ước, mơ ước của rất nhiều những hãng xe trong phân khúc hạng sàn cỡ nhỏ. Ví dụ chẳng hạn như chúng ta phải nói đến đó là BMW X3, rồi Audi Q5. Chúng ta có những hãng xe đến từ Nhật, ví dụ chẳng hạn như là Lexus NX300, hay một cái tên rất là mới mẻ còn non trẻ ở Việt Nam nữa là Volvo XC60. Để đi đến với phần giới thiệu về chiếc xe GLC 200 phiên bản 2020 thì chúng tôi Auto Việt Nam xin phép được chia sẻ cho anh em 4 cái nguyên nhân chính giúp cho GLC đạt được những thành công và kết quả tốt đẹp đến như vậy. Thứ nhất, mẫu xe GLC là một trong những mẫu xe được lắp ráp ở tại thị trường Việt Nam, lắp ráp tại nhà máy Mercedes-Benz Việt Nam. Và yếu tố lắp ráp là yếu tố mà giúp cho giá thành của chiếc xe hạng sang cỡ nhỏ này được đẩy xuống rất là thấp. Bởi lẽ vậy nên là khi Mercedes-Benz Việt Nam công bố mức giá của hai mẫu xe GLC 200 phiên bản 2020 này thì rất nhiều những khách hàng đã quan tâm tới và đặt xe. Đặc biệt, mẫu xe GLC 200 phiên bản thường với mức giá là 1 tỷ 739 triệu và phiên bản GLC 200 4MATIC với mức giá là 2 tỷ 039 triệu. Đó là một trong những con số rất mềm. Điều thứ hai, Auto Việt Nam muốn chia sẻ cho anh em đó là thương hiệu Mercedes-Benz, một trong những thương hiệu xe sang rất đẳng cấp và quyền uy. Có hệ thống đại lý trải dài từ Nam ra Bắc, rồi dịch vụ hậu mãi. Những thứ mà Mercedes-Benz đem lại cho khách hàng thực sự là những thứ mà khách hàng họ cần. Những cái dịch vụ hậu mãi, service, rất nhiều thứ. Điều thứ ba mà Auto Việt Nam muốn chia sẻ cho anh em đó là liên quan đến một chiếc xe lắp ráp tại thị trường Việt Nam. Một chiếc xe lắp ráp thì đồng nghĩa với việc là khách hàng sở hữu một chiếc xe có những cái trang thiết bị, linh kiện phụ tùng thay thế có sẵn ở Việt Nam, không cần phải chờ đợi quá lâu nếu như mà cần những linh kiện chi tiết phụ tùng thay thế cho chiếc xe của mình. Mà chiếc xe lắp ráp ở Việt Nam thì đáp ứng được điều ấy. Điều kiện thứ tư là Mercedes-Benz họ rất thông minh khi mà nhắm vào những đối tượng khách hàng là trung lưu, là những người có kinh tế khá giả, là những đối tượng mới giàu. Thì những cái đối tượng đó mua một chiếc xe xích soát gần 2 tỷ, trên 2 tỷ một tí, điều đó đều không khó khăn. Đó là 4 yếu tố để giúp cho GLC là một trong những mẫu xe crossover hạng sang cỡ nhỏ thành công nhất ở tại thị trường Việt Nam. Đó là 4 lý do chính. Anh em có thể thấy thôi, chiếc xe GLC 200 phiên bản mới rất nhiều những chi tiết đẹp mắt, đẳng cấp. Điều tôi muốn chia sẻ đầu tiên đó là phần cụm đèn chiếu sáng. Ngay sau đây tôi sẽ bật đèn để cho anh em xem cái phần cụm đèn này. Mặc dù cụm đèn của GLC 200 không phải là cụm đèn thông minh multibeam 84 bóng, thế nhưng mà cụm đèn chiếu sáng full LED, LED high performance như GLC 200 thực sự nó rất là đáng để chúng ta phải nói đến rồi. Phần cụm đèn này thì chúng ta bắt gặp trên mẫu xe C200, chiếc xe sedan hạng sang cỡ nhỏ của Mercedes-Benz với kiểu dáng thiết kế là 3 bóng 2 tầng như này, rất đẹp. Rồi cái điểm thứ hai mà GLC 2020 có đó là phần hốc hút gió phía bên dưới, rất nhiều những đường mạ chrome, rất đẹp đúng không ạ? Đối với phiên bản GLC 4MATIC, phiên bản cao cấp có cái mức giá được Mercedes-Benz chào bán công bố là 2 tỷ 039 triệu thì chúng ta sẽ có thêm cái phần cam ở phần phía đằng trước, phần cam phía đằng trước, rồi có thêm phần cam 360 độ xung quanh xe. Theo như phía thông tin đến từ phía nhà máy thì Mercedes-Benz GLC 200 và GLC 300 được sử dụng chung một cái khối động cơ 2.0 lít và cụm một số 9 cấp Gearsonic.
Đối với GLC 200 thì cái khối động cơ này mặc dù chung khối động cơ của GLC 300, thế nhưng mà khối động cơ của GLC 200 chỉ sản sinh ra 197 mã và có cái công suất tối đa moment xoắn là 320 Newton thôi, chứ không có những con số mã lực tương đồng với GLC 300. Thông tin đó thì từ phía các kỹ sư nhà máy thì họ cũng có chia sẻ cho Auto Việt Nam. Họ đã can thiệp vào một chút phần mềm hệ thống, bởi lẽ vậy nên mã lực nó sẽ không tương đồng với khối động cơ của GLC 300. Còn lại thì đối với phiên bản GLC 200 thông thường thì anh em sẽ có một phần hệ thống dẫn động cầu sau. Còn nếu như anh em bỏ tiền ra để sở hữu GLC 200 4MATIC thì anh em sẽ sở hữu một hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4MATIC trứ danh của Mercedes-Benz. Còn bây giờ thì xin mời anh quay phim sang bên đây, tôi sẽ giới thiệu cho anh em một chút ở phần phía bên hông xe. Chia sẻ một chút nhá. Đối với GLC 200 4MATIC thì anh em sẽ có một bộ la răng 19 inch, sử dụng lốp là 235/55, lốp Philly, thiết kế la răng là 6 chấu đơn. Quay sang bên kia, anh em có một chiếc xe GLC 200 phiên bản thông thường với bản lốp là 235/60 và sử dụng la răng 18 inch, 5 chấu đơn. Đó, khác hoàn toàn nhau nha anh em nhá. Rồi phần thứ hai muốn chia sẻ cho anh em đó là phần cam 360 độ. GLC 4MATIC có nhưng mà GLC thông thường không có. Ok. Để mà nói thì nếu như mà một chiếc xe với cái mức giá quanh quanh gần 2 tỷ, 1 tỷ 7 với phiên bản thông thường, 2 tỷ, hơn 2 tỷ một xíu đối với phiên bản cao sử dụng hệ thống dẫn động 4 bánh 4MATIC, thực sự ở thị trường Việt Nam đối với những dòng xe crossover, dòng xe hạng sang cỡ nhỏ thì rất khó để đối thủ nào trong phân khúc có thể cạnh tranh được GLC 200 ở thời điểm này. Có lẽ rằng là khi mà Mercedes-Benz họ tung ra cái phiên bản GLC 200 2020 sẽ lại trở thành là một trong những dòng xe bán chạy và rất hot. Xin mời quay phim về phía đằng đuôi sau thì chúng ta khám phá ở phần phía đằng sau của chiếc xe GLC 200. Khi mà tôi quan sát ở phần phía đằng đuôi sau của chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 4MATIC, điều đầu tiên tôi muốn chia sẻ cho anh em đó là phần cụm đèn hậu của chiếc xe này. Anh em có thể thấy nó giống với cụm đèn của chiếc xe nào không? Đó là chiếc xe Rolls-Royce với kiểu dáng, phong cách hơi ná giống thiết kế. Đó. Hình vuông. Rất đẹp. Giải đèn LED cực đẹp luôn. Rồi ngay phía bên dưới chúng ta có phần bô đôi được mạ chrome, phần khuếch tán không khí này và những con cảm biến cảnh báo va chạm nữa, không thể thiếu được trên những mẫu xe hạng sang ngày nay. Và chúng ta sẽ khám phá phần cốp sau của chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200. Tất nhiên mẫu xe hạng sang cỡ nhỏ GLC 200 sẽ không có tính năng cảm biến đá cốp. Cốp sau cũng vẫn vậy thôi, rất rộng nhá anh em nhá. Nếu mà anh em có gia đình thực hiện những cái chuyến đi dài ngày hay là những cái chuyến đi picnic vào những dịp cuối tuần thì cái phần cốp sau này nó sẽ rất thoải mái cho anh em. Và Mercedes-Benz luôn luôn rất tinh tế để cho người dùng, cho người sử dụng có được những cái không gian trong lành nhất thì trang bị thêm những cái phần ngăn mùi ở đây. Đó. Rất hữu dụng, rất quan tâm đến khách hàng. Ok, chúng ta hãy cùng nhau đi khám phá cái phần phía bên trong của khoang nội thất để xem GLC 200 phiên bản mới có gì mới. Đi. Mời anh quay phim vào đây. Đó, anh em thấy không? Thực ra thì để mà chia sẻ cho anh em những cái gì gọi là sang trên một chiếc xe như GLC thì có lẽ là miêu tả bằng lời nó sẽ không hết được đâu.
Vì vậy tôi sẽ chia sẻ cho anh em những cái mới của chiếc xe GLC 200 phiên bản 2020. Như đầu tiên, đầu mắt chúng ta đó là màn hình 12,3 inch. Giao diện cực kỳ nhạy, độ phân giải cực kỳ cao. Đó. Bằng tiếng Việt hoàn toàn. Kết hợp với cái phần touch control đã được nâng cấp mới nha anh em nhá. Phần cụm màn hình giải trí này là một trong những phần mà GLC 200 được nâng cấp nhiều nhất so với phiên bản GLC trước đó. Và đối với phiên bản GLC 200 phiên bản 4Matic thì cái phần cụm màn hình giải trí này được sử dụng bằng 12,3 inch. Còn đối với phiên bản GLC 200 phiên bản thông thường có mức giá là 1,7 tỷ. Thì 1,7 tỷ ở phần phía bên kia, nhà sản xuất họ trang bị cho mẫu xe đó cái cụm màn hình là 10,25 inch. Còn lại thì chúng ta có một cái phần vô lăng xe giống với Mercedes C200. Chiếc xe hạng sang cỡ nhỏ, rất nhiều những nút bấm, phải nói là rất xịn sò. Mẫu xe khoảng trên 2 tỷ thì có lẽ là đối với một trong những chiếc xe crossover rất khó để đối thủ nào có thể cạnh tranh được những cái trang thiết bị như Mercedes-Benz GLC. Và cái điều thứ hai tôi muốn chia sẻ cho anh em đó là phần cụm đồng hồ táp lô xe được sử dụng hoàn toàn bằng điện tử luôn. Anh có phim có thể tôi chia sẻ cho anh em thêm. Hoàn toàn bằng full điện tử nhá, rất đẹp. Hoàn toàn bằng full điện tử. Nó khác với cả phiên bản GLC 200 phiên bản thông thường có cái mức giá 1,7 tỷ kia nhá. Đối với phiên bản GLC 200 phiên bản thông thường kia thì cụm đồng hồ sẽ là analog và bán điện tử, nó sẽ không phải là cụm đồng hồ điện tử. Rồi, phần tiếp theo tôi muốn chia sẻ cho anh em thêm ở phần phía bên tay phải, đó là cái phần gỗ tần bì ở đây. Đối với phiên bản GLC 200 4Matic, gỗ rất nhám, rất là sang, và anh em sờ vào nó cũng sẽ không để lại những cái dấu vân tay nó bẩn như là cái phiên bản GLC 200 thông thường kia được sử dụng bằng gỗ bóng. Đấy, đây cũng là một trong những cái phần chi tiết mà nó rất là sang trên cái mẫu xe GLC này. Và cái điều thứ ba mà tôi muốn chia sẻ cho anh em thêm đó là phần sạc không dây thì GLC 200 phiên bản 4Matic có. Còn trên phiên bản GLC 200 thông thường thì không có. Đó, phần start control này. Ok. Rồi. Rất đẹp đúng không ạ? Đối với phiên bản GLC 200 4Matic thì được trang bị 13 loa Boomaster. Còn đối với phiên bản GLC 200 có mức giá 1,7 tỷ ở phía bên cạnh mình, phía bên kia thì chỉ được sử dụng loa thông thường thôi. Đó cũng là những cái trang thiết bị nó khác hoàn toàn. Và để sở hữu được những cái option như vậy thì nếu như anh em độ ở phía bên ngoài vào hãng độ thì nó cũng sẽ mất gần ấy tiền, thậm chí còn hơn. Bởi lẽ vậy nên cái phiên bản GLC 4Matic này tôi nghĩ rằng là cũng sẽ có rất nhiều người ta lựa chọn cái phiên bản này, bởi vì gần như là nó đầy đủ tính năng công nghệ option mà chúng ta cũng không cần phải độ thêm những cái option gì thêm cả. Nó cũng rất là hay. Ok. Còn ngoài ra thì đối với phiên bản GLC mới thì chúng ta vẫn chưa có cửa sổ trời, nhưng không sao cả. Chia sẻ với anh em thêm ở vị trí ngồi ở phần phía đằng sau nhé. Thì anh em có thể thấy là của Mercedes thì chúng ta sẽ không cần phải bàn cãi gì nhiều rồi, nó rất là mềm. Thực sự đấy cũng là da công nghiệp thôi, nhưng mà nó cũng thể hiện được cái sự sang trọng và nó rất là cao cấp. Đó. Rất là mềm. Và vị trí ngồi của một chiếc xe crossover, chiếc xe trong phân khúc súp hạng sang cỡ nhỏ thì luôn luôn được thể hiện được một trong những cái vị trí nó cũng tương đối là rất là thoải mái. Anh em ngồi ở vị trí này hay là người thân, các cháu nhỏ ngồi ở vị trí này thì cũng có những không gian ở phần phía đằng sau. Thực hiện những cái chuyến đi dài chúng ta sẽ cũng có những cái khoảng không gian vừa đủ thoải mái để mà người cảm thấy mệt mỏi. Và ở phần phía đằng sau thì chúng ta sẽ có thêm những cái phần cửa gió điều hòa ở đây. Cục sạc điện thoại ở đây nữa. Ok. Với mức giá phiên bản GLC 200, tôi đã nhắc đi nhắc lại từ đầu chương trình rồi, từ đầu video rồi,
Mercedes-Benz họ rất thông minh khi đánh vào những đối tượng phân khúc trung lưu, những đối tượng kinh tế khá giả, những đối tượng mới giàu lên. 1 tỷ 7 đối với phiên bản GLC thông thường và 2 tỷ 039 triệu đối với phiên bản GLC 200 4MATIC. Nếu như có tầm tiền đó, anh em có lựa chọn hay không? Hãy cho chúng tôi biết bằng phần comment ngay phía bên dưới màn hình các bạn. Còn nếu như anh em thấy video clip của chúng tôi hay và ý nghĩa bổ ích thì hãy nhớ like và share video clip của chúng tôi, đăng ký theo dõi bằng cách rung chuông ở góc phía bên phải màn hình của các bạn để nhận được những video clip mới nhất của Auto Việt Nam nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.